Hi, xin chào tất cả các bạn. Có rất nhiều bạn khi đi nâng mũi sẽ băn khoăn lo lắng rằng không biết là nâng mũi sẽ sử dụng những chất liệu nào và chất liệu nào sẽ là hợp lý nhất. Thì trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ sẽ chia sẻ với mọi người về những chất liệu nâng mũi phổ biến nhất hiện nay, ưu nhược điểm của nó và nên lựa chọn chất liệu nào. Các bạn cùng theo dõi nhé. Xin tự giới thiệu, tôi là thạc sĩ bác sĩ Hùng Thanh, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trường Đại học Y Hà Nội, kinh nghiệm hơn 10 năm. Hy vọng rằng với những kiến thức tôi chia sẻ sau đây sẽ giúp ích được cho các bạn. Hiện nay, tất cả các phương pháp nâng mũi thì đều sử dụng đến hai loại chất liệu phổ biến nhất, đó chính là chất liệu nhân tạo và chất liệu tự thân. Chất liệu nhân tạo là gì? Chất liệu nhân tạo đó là những cái chất liệu không phải của bản thân người đó, mà do đó là những cái chất liệu tổng hợp được con người tổng hợp lại, sản xuất có tính trơ với cơ thể mình và có ít cái khả năng bị đào thải, được sử dụng trong y học nói chung và trong thẩm mỹ nói riêng, được các cơ quan quản lý về chất lượng thuốc và dược phẩm người ta cấp phép sử dụng. Còn ở Việt Nam thì được do Bộ Y tế mình cấp phép sử dụng. Thì chất liệu nhân tạo trong nâng mũi thì phổ biến nhất đó là chất liệu nhân tạo sống mũi và chất liệu nhân tạo để làm cái vách ngăn. Chất liệu nhân tạo làm sống mũi thì chúng ta có những cái gì? Đó chính là silicone, là loại rất là phổ biến. Và loại nữa thời gian gần đây cũng khá được hay sử dụng, đó chính là Gore-Tex. Thì silicone chúng ta sẽ, đó có những cái dạng, có thể là những cái dạng nguyên khối, thì các bác sĩ sẽ phải điêu khắc tạo hình nó phù hợp với cái sống mũi của từng người. Loại nữa nó là loại silicone dạng đúc, người ta đã sản xuất sẵn theo những cái khuôn, những cái hình, những cái kích thước khác nhau, thường là sản xuất từ Hàn Quốc. Cái việc chỉnh sửa điêu khắc chất liệu đó để phù hợp với mỗi khách hàng nó sẽ dễ dàng thuận lợi hơn. Loại chất liệu nhân tạo thứ hai đó là Gore-Tex, mà chúng ta thấy trên thị trường có những cái tên như là Sergiform, Gliderform. Bản chất nó gì? Đó là những cấu tạo từ những cái mô tổ chức xốp, dùng để trong việc khâu lối phục hồi những cái mạch máu, do có cái tính chất tổ chức xốp lỗ nhỏ li ti, cho nên là có thể cho phép những cái mạch máu mọc xuyên qua hoặc tổ chức mọc xuyên qua. Vì vậy thì nó sẽ bám chắc hơn ở trên cái sống mũi của mình. Thì ưu điểm của những cái vật liệu nhân tạo để nâng cao cái sống mũi là gì? Đó là những cái vật liệu có được sản xuất sẵn, cho nên không phải chịu một cái vết mổ lấy mô tổ chức ở trên cơ thể mình nữa, và cái việc điêu khắc theo từng khuôn nó cũng dễ dàng thuận lợi. Tuy nhiên thì một số những loại silicone thì có thể là khá là cứng đó. Còn đối với Gore-Tex thì nó lại khá là mềm dẻo. Đấy, cho nên là trong nhiều trường hợp thì điêu khắc nó cũng gặp khó khăn. Và cái việc silicone nó cứng thì về lâu về dài, nếu mà chúng ta nâng quá cao, làm quá cao quá dài thì có nguy cơ nó bị lộ cái sụn đó. Thế còn Gore-Tex thì nó mềm dẻo hơn, ít có nguy cơ lộ sống hơn, lộ sụn hơn, cho nên là nó sẽ khó phát hiện hơn. Tuy nhiên thì nó lại có một cái tỷ lệ là do nó mô xốp, cho nên có thể nó xẹp bớt đi, nó ngót bớt đi. Và hai nữa đó là trong những cái trường hợp mà cần muốn lấy ra thì đối với những chất liệu Gore-Tex là sẽ khá là khó khăn. Loại vật liệu thứ hai đó chính là để xây dựng cái trụ mũi vách ngăn nhân tạo, thì hiện nay có những chất liệu gì? Đó chính là Mesbor, Sobor, Tiamet hoặc là Osteopro. Bản chất của nó gì? Đó là những cái mảnh nhỏ để kéo dài vách ngăn, thay thế cho vách ngăn. Nếu như nâng mũi cấu trúc trước đây chúng ta sẽ phải lấy vách ngăn của người đó, thì sẽ gặp những cái khó khăn đối với những người vách ngăn yếu hoặc có vách ngăn mỏng. Thì hiện nay thì những cái vật liệu nhân tạo đó có thể giúp xây dựng vách ngăn mà không phải lấy vách ngăn của bản thân người khách hàng đó. Cái hạn chế của những cái phần vách ngăn nhân tạo này đó là nó khá là cứng, cho nên là nếu mà không bọc lót xung quanh tốt thì có thể trong nhiều trường hợp nó kích ứng qua những cái niêm mạc vách mũi, có thể có nhiều trường hợp có thể bị chọc thủng ra ngoài. Thế còn về loại chất liệu thứ hai trong nâng mũi đó là chất liệu tự thân. Chất liệu tự thân là gì? Đó là chính cái mô tổ chức được lấy ở chính bản thân của khách hàng, của bệnh nhân đó. Thì thông thường phổ biến nhất đó chính là sụn tai. Đó, sụn tai được lấy ở vành tai, ở những cái hố, ở hai hố là hố trên và hố dưới. Thì cái
việc sụn tai này thường được sử dụng nhất đó là để bọc đệm gia cố cái đầu mũi hoặc là bọc đệm những cái phần vách ngăn mà chúng ta đã sử dụng những cái chất liệu nhân tạo đấy. Thì bên cạnh đó là chúng ta phải bọc đệm vào những cái mô tự thân xung quanh để nó đệm nó lót. Chất liệu vật liệu tự thân thứ hai đó là sụn sườn. Đó, sụn sườn là cái vật liệu tuyệt vời, vật liệu vàng để sử dụng trong nâng mũi. Nó có đủ số lượng, khối lượng, kích thước để chúng ta có thể vừa xây dựng đầu mũi và thậm chí cả làm cả sống mũi bằng toàn bộ bằng sụn sườn. Tuy nhiên thì chúng ta lại phải chịu thêm một cái cuộc mổ lấy sụn sườn và thường được thực hiện dưới gây mê, chi phí cũng khá là đắt. Loại vật liệu tự thân thứ ba đó chính là cái cân cơ thái dương, đó là cái màng bọc của cái cân thái dương ở vùng thái dương đây. Thường được dùng để làm gì? Để bọc đệm cho cái đầu mũi này cho nó mềm mại, hoặc là các bác sĩ sẽ bọc đệm lên cái sống mũi nhân tạo. Để đối với những người da quá mỏng, nguy cơ lộ sống thì các bác sĩ có thể sử dụng cái đó. Thời gian gần đây có một cái loại vật liệu nữa, không phải là nhân tạo, cũng không phải là tự thân, đó chính là cái mô đồng loại. Mô đồng loại là gì? Đó là thành phần của da người, tức là đồng loại đấy ạ. Da lưng người hiến tạng đã được xử lý miễn dịch. Đó, tức là đã qua xử lý miễn dịch, lấy một cái thành phần để bảo quản ở cái ngân hàng mô, sử dụng cấy ghép trong y học và trong thẩm mỹ. Điển hình nhất đó là Megaderm, Sudom, thì thường cũng chỉ được dùng để bọc đệm cái đầu mũi hoặc là bọc đệm toàn bộ cái sống mũi này thôi. Như vậy là trên đây bác sĩ đã chia sẻ với mọi người về các loại vật liệu nâng mũi. Tóm lại chúng ta sẽ có vật liệu nhân tạo, đó là silicon, Gore-Tex, hoặc là vật liệu tự thân, điển hình là sụn tai, sụn sườn, hoặc cân cơ thái dương, và một số cái mô đồng loại như là Megaderm hoặc Sudom. Thế thì lên lưng mũi bằng chất liệu nào? Có những chất liệu như vậy, nhưng chúng ta sẽ lưng mũi bằng sử dụng loại nào để nâng mũi là tốt nhất? Thông thường thì đối với người Á Đông chúng ta thì là cái sống mũi nó thấp tẹt, cái đầu mũi nó hơi ngắn, hơi tròn, hơi bè, cái việc chỉnh sửa rất là nhiều, mà cái mô tự thân thì cũng không thể đủ, mô nhân tạo thì cũng có những cái hạn chế. Cho nên là tuyệt vời nhất, tối ưu nhất đó là kết hợp giữa sụn nhân tạo và những sụn tự thân. Sụn nhân tạo thì thường được sẽ dùng để nâng cao cái sống mũi này, hoặc là để xây dựng kéo dài cái vách ngăn. Thế còn sụn tự thân là gì? Sụn tự thân sẽ bọc đệm gia cố tăng cường xung quanh những cái mô nhân tạo đấy để làm gì? Để tránh nguy cơ lộ sống, lộ sụn hoặc là mọc da, vân vân. Thì đấy, theo tôi đấy là những cái lựa chọn tối ưu nhất. Thế còn nữa, đó là với những cái bạn mà không ngại những phẫu thuật lớn thì có thể là dùng phẫu thuật bằng nâng mũi sụn sườn toàn bộ, vừa xây dựng kéo dài cái vách ngăn đầu mũi và nâng cao sống mũi bằng hoàn toàn bằng sụn sườn các bạn nhé. Hy vọng rằng với những cái kiến thức tôi chia sẻ vừa rồi sẽ giải đáp được những thắc mắc băn khoăn của các bạn khi tìm hiểu về nâng mũi. Nếu thấy hay, ý nghĩa thì các bạn hãy like, subscribe và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ để bác sĩ có động lực ra thêm nhiều những cái video khác chia sẻ với mọi người, nhất là những chị em đang có nhu cầu tìm hiểu về làm đẹp nói chung và nâng mũi nói riêng. Chúc mọi người đi làm đẹp thành công.